đi. Cái này hỏi đi. Anh có con xe kia hay thế anh bán không? Để em vào xem nhé. Mấy năm rồi. Em xem tí nhanh rồi. Vâng. Con này cũng có chìa khóa anh. Không biết để đâu. À vâng, chắc kia thì em phải thay ổ khóa khác chiều. Anh bỏ lâu lắm đấy nhỉ? Anh bán con này cho em bao nhiêu tiền? Để em cho bao nhiêu trả? Yeah. Để bán thành các vụn này. Vâng. Anh cho anh 700 nhé. Em cảm ơn nhé. Em mang cái sữa. Ngồi đi ạ. À. Anh hỏi em gửi ra kia đấy. Đi đâu nào đi anh? Đi bên kia không? Vâng. Bên này có. Em thấy cái kia có cái bậc ấy. Em hỏi để em hỏi để nó sao ấy. Anh hỏi em để nó sao đi. Em dắt đây.
Thank you.
em bảo chị mua được con xe cũ nào thì gọi em về để mua ấy. Em về xem lấy được thì lấy. Vâng. Yeah.